Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Ngọc Thanh Handmade nha. Bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc một bé thiên thần bằng len như thế này. Mấy bạn có thể dùng làm móc khóa, gắn thêm móc khóa cũng được nha. Ở đây thì mình dùng trang trí thôi, cho nên mình không có gắn móc khóa vào. Bây giờ mọi người cùng mình bắt tay vào làm nha. Len mình sử dụng trong bài này là len cotton Việt Nam với bạn. Sợi 1mm, cho nên mình sử dụng kim móc 1 chấm để bé thiên thần của mình nó sẽ có kích thước nhỏ gọn như thế này thôi. Các bạn cần chuẩn bị cho mình màu da, màu áo, màu tóc và thêm màu vàng. Tóc thì mình dùng màu nâu với bạn, thêm chiếc cánh màu trắng nữa. Bây giờ mọi người cùng mình làm nha. Đầu tiên, mọi người tạo cho mình một vòng tròn ma thuật gồm 7 mũi đơn. Công thức mình có ghi ở phía trên màn hình nha mấy bạn. Bạn nào mà chưa quen móc nhanh á, thì mình sẽ cố gắng móc chậm một chút nè. Rồi mấy bạn nhìn lên công thức và các bạn làm. Chứ mình không thể nào mà móc chậm thiệt là chậm hơn nữa. Vì nó có rất là nhiều phần chi tiết, các bạn làm dần dần thì sẽ quen thôi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu và bảy. Sau đó mình sẽ kéo cho nó thu nhỏ lại cái phần vòng tròn ma thuật nè. Mình sẽ rút một bận để giữ lại nha. Một hoặc hai bận gì đó là tùy mấy bạn. Hoặc có thể mấy bạn không rút cũng được, mấy bạn móc liên tiếp luôn. Ở đây thì mình sẽ chuột kết hàng. Tại vì một tí nữa mình sẽ đội cái phần tóc lên thì mình sẽ không thấy cái phần hàng này nữa nè. Cho nên mình sẽ kết hàng lên cho em nha mấy bạn. Bạn nào không muốn kết hàng thì các bạn có thể móc tịnh tiến. Còn mình thì mình kết hàng cho các bạn dễ quan sát. Sau đó các bạn kết hàng cho mình vào một mũi chuột. Nó hơi nhỏ mấy bạn. Mấy bạn móc một chút nữa thì sẽ quen thôi. Kết hàng vào một mũi chuột. Sau đó mọi người lên một bính cho mình. Hàng số 2, móc 7 mũi tăng. Mình ký hiệu là V nha, 7V. V là 2 mũi đơn chung chân. Rồi móc thêm một mũi đơn chung chân này nữa. 1 tăng nè. 2 tăng. 3 tăng. 4 tăng. 5 tăng. 6 tăng. Và cuối cùng là 7 tăng. Cái này là do màu da cho nên nó hơi giống màu trắng. Mấy bạn chịu khó nhìn một xíu nha. Kết hàng bằng một mũi chuột. Phần len dư phía sau mình có thể cắt bỏ đi nha. Rồi, chúng ta đã xong hàng số 2. Bây giờ mình chuẩn bị qua hàng số 3. Lên một bính cho mình. Móc cho mình một đơn, một tăng. Lặp lại như vậy cho mình 7 lần.
một đơn nè và một tăng. Một đơn và một tăng. Mấy bạn nhớ nha, nếu mấy bạn quan sát mấy bạn không thấy kỹ á, thì các bạn nhìn vào công thức phía trên, công thức phía trên màn hình nha. Rồi, tương tự, mọi người móc tương tự như vậy, một tăng, một đơn một tăng, một đơn một tăng cho đến hết hàng cho mình. Rồi, đến đây thì các bạn kết hàng bằng một mũi trượt cho mình và cũng tiếp tục lên cho mình một mũi bính. Hàng số 4, móc cho mình hai đơn một tăng, lặp lại 7 lần. Một đơn nè, hai đơn nè và một tăng. Một đơn, hai đơn và một tăng. Lặp lại như vậy cho đến hết hàng cho mình. Rồi, kết hàng mà một mũi trượt. Đến đây thì các bạn sẽ dùng một cái sợi len màu khác để mình sẽ làm dấu nha, làm dấu hàng á. Rồi, mọi người đã móc xong hàng số 4. 1, 2, 3 và 4. Từ hàng số 5 đến hàng số 10 thì mấy bạn móc liên tục cho mình là 28 mũi đơn. Không tăng không giảm nha bạn. Vẫn lên một bính nè. 28 mũi đơn cho mình. 1, 2, 3, 4. Mình sẽ móc nhanh luôn nha. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 và 28. Sau đó mấy bạn kết hàng bằng một mũi trượt. Rồi, mọi người tiếp tục lên một bính và móc tương tự như vậy cho mình nha, 28 mũi đơn. Nãy giờ là móc hàng số 5 rồi nè. Mấy bạn móc 5, 6, 7, 8, 9, 10 có nghĩa là 6 hàng nha. Mình sẽ quay lại với các bạn sau. Và sau khi mấy bạn móc từ hàng số 5 cho đến hàng số 10, 28 mũi đơn thì chúng ta được như thế này. Mấy bạn tính nha. 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 nè. Tổng cộng là mấy bạn sẽ móc từ lúc đánh dấu cho đến đây là 6 hàng mấy bạn. Rồi, tiếp theo mấy bạn cũng lên cho mình một mũi bính nè. Sau đó bắt đầu mình sẽ giảm mũi nha. Từ hàng số 1 sẽ giảm mũi. 2 mũi đơn. 1. 2. Tiếp theo, mũi giảm mình ký hiệu là chữ A với bạn. Giảm nè. Các bạn sẽ móc 2 mũi giảm còn 1. 1 nè, mình làm lại nha. Bật xíu đèn cho nó sáng một chút nè. Bạn sẽ móc lên 2 vòng len trên kim. Móc thêm cái chân móc kế tiếp nữa là 3 vòng len trên kim. Sau đó mấy bạn kéo hết chỉ qua luôn là 2 mũi giảm còn 1. Tiếp tục nha. 2 mũi đơn. 1 đơn.
2 đơn và 1 giảm. Giảm là chữ A và 2 mũi giảm còn 1. Nhớ là giảm là 3 mũi trên 3 dòng len trên kim. Rồi mình kéo qua 2 dòng len trên kim nè. 3 dòng len trên kim nè. Và kéo qua. Rồi. Mọi người làm tiếp tục như vậy cho mình đến hết dòng. Cứ 2 đơn và 1 giảm đến đây là 7 lần mấy bạn. Mình sẽ quay lại sau. 1 2 và mũi giảm cuối cùng. 3 vòng len trên kim. Kéo qua. Sau đó, mọi người sẽ kết hàng bằng một mũi trượt. Rồi. Mấy bạn vẫn tiếp tục lên cho mình một mũi bính nha. Bắt đầu hàng số 12, lên cho mình một bính rồi. Thì mấy bạn móc cho mình một đơn và một giảm. Một đơn và một giảm. Tương tự như dòng móc nãy gì đó mấy bạn. Kéo qua. Một đơn và một giảm. Kéo qua. Một đơn một giảm, một đơn một giảm. Lặp lại như vậy cho đến hết hàng cho mình nha. Một đơn và một giảm cuối cùng. Rồi, kết hàng bằng một mũi trượt. Đến đây thì mấy bạn nhồi bông cho mình nha. Nhồi bông vào. Mấy bạn nhồi sao mà cái đầu phần búp bê á, phần thiên thần á, nó sẽ tròn nha. Đừng có móp méo, nó tròn nó sẽ đẹp hơn. Rồi, sau khi nhồi bông chúng ta lại tiếp tục hàng cuối cùng. Lên cho mình một mũi bính nè. Móc cho mình 7 mũi giảm. Mình ký hiệu là 7A nữa bạn. 7 giảm luôn nha. 3 dòng len trên kim giảm nè. 1 giảm. Hai giảm. Ba giảm. Bốn giảm. Năm giảm. Sáu giảm. Và cuối cùng là 7. Rồi, đến đây thì mình sẽ kết hàng và cắt chỉ nha. Kết hàng nè. Rồi, mấy bạn đến đây thì mấy bạn sẽ cắt len cho mình. Nó cứ lăn. Mình đã hoàn thành xong phần đầu của bé thiên thần rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mấy bạn móc qua phần áo. Phần áo ở đây mình sẽ sử dụng màu xanh da trời nha bạn. Tại vì mình làm màu hồng rồi, mình cũng làm màu trắng rồi. Cho nên hôm nay mình sẽ làm màu xanh. Mấy bạn tạo cho mình một vòng tròn ma thuật gồm 7 mũi đơn. Một, hai, ba, bốn, năm,
7. Rồi, chúng mình sẽ rút lại. Sau đó mấy bạn trượt mũi trượt cho mình để kết thúc hàng. Phần len dư này mình sẽ chèn vào phía sau với bạn để mình giấu nó đi luôn. Một mũi trượt nè, sau đó lên một bính. Hàng số 2, mấy bạn móc cho mình 7 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7. Sau đó mọi người trượt cho mình một mũi trượt. Rồi, phần len dư phía sau mình cắt bỏ đi nha. Và lúc này mấy bạn sẽ lật ngược, lộn ngược lại. Chúng ta đã có hàng số 2. Mọi người tiếp tục lên cho mình một mũi bánh. Hàng số 3 móc cho mình 7 tăng. 1 tăng nè. 2 tăng. 3 tăng. 4 5 6 7 tăng. Và kết hàng bằng một mũi trượt. Sau đó lên cho mình một bánh. Tiếp tục hàng số 14. Ê, mình xin lỗi. Tiếp tục hàng số 4. Móc cho mình 14 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 và 14. Rồi, mấy bạn kết hàng cho mình một mũi trượt. Kéo qua lên một bánh. Tiếp tục, mọi người sẽ móc đến hàng số 5. Sau khi lên một bánh rồi thì móc cho mình một đơn một tăng, lặp lại 7 lần. Một đơn, một tăng, một đơn, một tăng. Một đơn và một tăng. Móc tương tự như vậy cho mình cho đến hết dòng nha. Sau đó, mọi người sẽ kết thúc hàng bằng một mũi trượt. Tiếp tục, hàng số 6, lên cho mình một bính. Móc cho mình 6 đơn và một tăng, lặp lại 3 lần. 1 2 3 4 5 và 6. Sau đó là một tăng. Một tăng này. Rồi, móc tương tự như vậy cho mình đến hết dòng.
Sau đó kết hàng cho mình bằng một mũi trượt. Rồi lên một bính. Hàng số 7 móc cho mình 24 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mình sẽ móc nhanh luôn nha. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 và 24. Kết hàng bằng một mũi trượt. Tiếp tục qua hàng số 8, móc lên cho mình một mũi bính. Hàng số 8 móc cho mình 7 đơn một tăng, lặp lại 3 lần. 1 2 3 4 5 6 và 7. Bên đây là tăng nha. Rồi, cứ 7 đơn một tăng, lặp lại 3 lần cho đến hết hàng. Mấy bạn mà thấy mà mình móc hơi nhanh á, mấy bạn làm không kịp thì nhớ nhìn công thức phía trên màn hình để các bạn làm cho dễ nha. Rồi, các bạn sẽ kết hàng bằng một mũi trượt cho mình. Sau khi móc xong 7 đơn và một tăng, tiếp tục lên cho mình một bính. Hàng số 9, mấy bạn móc cho mình 27 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7. Rồi móc lần lượt như vậy cho mình 27 mũi đơn cho đến hết hạn cho mình nha. Rồi, sau khi móc xong 27 mũi đơn thì chúng ta kết hàng bằng một mũi trượt. Sau đó mọi người sẽ cắt chỉ trượt cho mình một đoạn len nha, để mình khâu vào phần đầu của búp bê. Mấy bạn sẽ dùng một cái kim khâu len để mấy bạn khâu phần áo và phần đầu của búp bê. Cái này là thiên thần mà mình toàn là gọi búp bê thôi. Kệ, gọi cái gì cũng được, miễn là nó rất là cưng. Rồi, mọi người nhìn nè. Mình sẽ xỏ ngược. Xỏ ngược từ đây nè. Mình sẽ xỏ lên cái phần đỉnh ở trên. Cái phần len dư lúc nãy trên phần đầu thì mình sẽ nhồi, mình nhét nó vào bên trong luôn. Rồi, đến đây mấy bạn sẽ thấy nha, nó sẽ có cái phần nối hàng nè. Phần nối hàng nè, thì mình sẽ khâu chung lại cái phần nối hàng của cái phần đầu của búp bê luôn. Mọi người sẽ khâu như thế này. Khâu từng nét từng ô như vậy á, khâu qua. Nó hơi khó một chút, tại vì nó hơi nhỏ mấy bạn. Tại mình đang quay, mình ngồi, nó hơi khó làm một chút, các bạn để ý xíu nha. Đâm kim qua nè, xuống, nó sẽ giữ lại.
Rồi, các bạn lại đâm kim lên. Rồi, móc qua. Có nhiều cách khâu lắm. Mình thì khâu đâm kim xuống, rồi lên phần đầu thì mình sẽ kéo qua. Còn bạn nào không thích cách này thì mấy bạn sẽ luồn kim qua phần đầu nè. Rồi sau đó mấy bạn sẽ luồn kim qua phần áo luôn. Mấy bạn khỏi đâm xuống phần áo nè. Mấy bạn làm như vậy nó cũng được nha. Miễn là khâu cái đầu vào phần áo thôi, không cần làm cách giống mình đâu. Cách nào cũng được hết. Kéo chặt tay một chút cho nó chặt. Sắp xong rồi, mấy bạn cố gắng lên. Rồi, cuối cùng đã xong rồi. Phần len dư này thì mấy bạn sẽ cột gút lại và để giấu bên trong luôn. Rút lại cho nó khỏi bị trượt. Rồi, sau đó mấy bạn sẽ cắt len đi. Chúng ta đã có một cái phần áo rồi. Bạn móc hai cánh trước để chúng ta dễ khâu vào bên trong hơn. Móc hai cánh. Sau đó mình sẽ móc tay, làm tay trước. Và cái đáy thì mình sẽ làm sau cùng nha mấy bạn. Chúng ta sẽ sử dụng màu trắng để móc phần cánh nha. Móc phần cánh. Mấy bạn sẽ chừa cho mình một đoạn len. Cỡ đây nè. Tầm một gang tay. Để một tí nữa mình sẽ có cái len dư á, mình sẽ khâu vào bên trong phần áo của búp bê. Mọi người lên cho mình 10 bính. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 và 10. Sau đó mấy bạn móc cho mình ở chân móc thứ hai. Chân móc thứ nhất bỏ, móc vào chân móc thứ hai là 8 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7 và 8. Sau đó mọi người sẽ lên cho mình một mũi bính. Xoay sản phẩm lại và móc 6 mũi đơn cho mình vào chân thứ nhất luôn nha. 1 2 3 4 5 6 7 đơn nha bạn, móc 7 nha. Mình xin lỗi. 7. Rồi, chúng ta sẽ xoay sản phẩm lại. Và lần này thì mấy bạn sẽ không móc bính nữa, mấy bạn sẽ móc vào chân móc thứ hai. 1 nè. 2. Móc cho mình 6 mũi đơn. 1 2 3 4
5 và 6. Đến hàng số 6 là 6 mũi đơn này thì chúng ta lại lên một bính. Tại vì mấy bạn cứ nhớ là đây nè, cái phần mà có sợi dây nó sẽ thẳng. Thẳng thì mấy bạn sẽ lên một bính cho mình. Còn cái phần cánh này nó sẽ nhọn, nó đi từ hướng này lên, thì mấy bạn sẽ lui vào bên trong như thế này để nó ra cái phần cánh mấy bạn. Xoay sản phẩm lại, sau đó mấy bạn móc vào chân móc đầu tiên luôn. Móc cho mình 5 mũi đơn. 1 2 3 4 5. Sau đó mấy bạn sẽ trượt mũi cho mình và cắt chỉ. Mấy bạn làm cho mình hai cánh nha. Làm hai cánh như thế này. Mình sẽ hướng dẫn các bạn khâu vào. Mình sẽ làm xong thì sẽ có phần thừa của hai dây len. Cái thừa dây len ngắn á, thì mấy bạn sẽ giấu nó đi. Hoặc mấy bạn dùng chỉ mấy bạn khâu dính chặt vào đôi cánh luôn. Mình sẽ xếp như thế này. Nó sẽ có hình dạng như thế này nha mấy bạn. Cho nên mình sẽ luồn cái phần chỉ này dư đi, mình luồn vào bên trong mình giấu nó đi. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ cắt, chỉ chừa lại một đoạn dây dài như thế này thôi nè. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ bẻ cái phần cánh này, mình phải bẻ gập vô cho nó tạo ra cái hình dáng của chiếc cánh. Mọi người mà muốn dễ làm á thì mọi người có thể dùng chỉ khâu quần áo bình thường á mọi người. Rồi mọi người sẽ gấp lại như thế này. Sau đó kết cái này trước, kết cái phần góc này trước nè, để cho nó dễ làm. Nhưng ở đây thì mình sẽ sử dụng cái sợi len này mình làm luôn nha mấy bạn. Đây. Mấy bạn sẽ sử dụng sợi dây len thừa lúc nãy luôn, là mọi người sẽ gấp lại như thế này. Sau đó mọi người sẽ đưa chỉ qua đó thì nó sẽ có cái phần gập, mày thấy không? Rồi chúng ta tiếp tục gắn vào bên trong phần thân áo nha. Nhớ là cái phần này thì các bạn sẽ để bên trái, các bạn đừng có làm mà ở phía trước, nó sẽ không có được đẹp, không có thẩm mỹ. Còn phần mặt này, các bạn sẽ lấy cái phần mặt nè, nó sẽ trơn tru hơn, nó đẹp hơn. Các bạn để như vậy, phần để sát phần đầu phần cổ này để như vậy, rồi các bạn sẽ khâu vào chia ra mỗi cánh sẽ hai bên. Mình sẽ móc cánh này vào trước. Sẽ có cái cánh ở phía sau nè.
sau khi mấy bạn đã khâu cánh đầu tiên xong rồi thì mấy bạn cũng sẽ khâu tương tự cái cánh bên lại nha. Cái phần dây nem dư này thì mấy bạn cũng làm tương tự, là mình có thể rút bỏ trong này nè, xong mình bỏ vào bên trong này luôn, cắt len giấu trong luôn. Rồi, mấy bạn sẽ khâu tương tự. Các công đoạn thì mấy bạn sẽ thấy nó phức tạp và nó hơi khó, mấy bạn nản chứ mấy bạn làm một bé thiên thần thôi mấy bạn sẽ ghiền á, mấy bạn sẽ làm nhiều bé thiên thần luôn. Rồi, mọi người sẽ cố gắng khâu cho mình thêm một cánh phần còn lại bên đây nữa nha. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn mấy bạn, đó là phần tay của bé thiên thần. Mọi người sẽ sử dụng hai màu, đó là màu da, mình sẽ làm phần tay trước và sau đó là phần tay. Phần tay áo mình sẽ làm cái màu y chang là màu áo lúc nãy mấy bạn làm nha. Mọi người sẽ sử dụng màu da, tạo cho mình một vòng tròn ma thuật gồm 6 mũi đơn. Cái phần tay nó hơi bé, mấy bạn móc chịu khó một chút nha. 1 2 3 4 5 và 6, mấy bạn móc lỏng tay một chút thì cái phần len mấy bạn sẽ dễ móc hơn, là các bạn móc chặt, tại vì nó có 6 mũi đơn thôi, mấy bạn mà móc chặt quá mấy bạn rất là khó móc á. Rồi, sau đó gút cho mình. Mọi người kết hàng cho mình bằng một mũi trượt. Bé bị tuột rồi. Rồi, sau đó mấy bạn lên cho mình một mũi bính. Móc cho mình 6 mũi đơn nha. Phần len dư này vẫn chèn vào bên phía sau để giấu đi. 1 2 3 4 5 và 6. Sau đó mấy bạn sẽ móc cho mình một mũi trượt. Rồi, phần len dư mình cắt bỏ đi và lộn cái phần tay này ra. Nó bé tí nha mấy bạn. Đến đây thì mấy bạn sẽ cắt cái phần len dư luôn. Mình sẽ chuyển màu. Mấy bạn sẽ chuyển sang màu áo. Lúc nãy là mình làm màu xanh, nên mình sẽ chuyển sang màu xanh luôn. Mấy bạn sẽ móc 3, 4, 5, 6. Nhớ nha, hàng 3, hàng 4, hàng 5, hàng 6. Tất nhiên là mấy bạn sẽ móc 4 hàng, 6 mũi đơn hết cho mình. Chúng ta đổi màu lên một bính nè. 6 mũi đơn. 1 2 3 4 5 và 6. Kết hàng bằng một mũi trượt.
phần len dư này mình cắt bỏ đi luôn nha mấy bạn. Rồi mấy bạn móc thêm cho mình 3 hàng nữa. Vẫn là một bánh nè. 1 2 3 4 5 và 6. Rồi, mấy bạn móc tương tự như vậy cho mình thêm 2 hàng nữa thì sẽ xong cái phần cánh tay nha mấy bạn. Nhớ móc cho mình 2 cánh tay luôn. Rồi, chúng ta đã hoàn thành xong một cánh tay nha. Phần này là 2 hàng màu da, phần này là 4 hàng màu áo. Thì chúng ta được như thế này. Rồi, mấy bạn sẽ chừa cho mình một đoạn len để mình sẽ khâu vào bên trong phần áo búp bê. Sau khi chúng ta đã móc xong 2 cánh tay của bé thiên thần thì bây giờ chúng mình tiến hành khâu vào nha. Mọi người sẽ khâu như thế này. Cứ xỏ lên xỏ xuống thì các bạn sẽ khâu được cánh tay thôi. Mấy bạn muốn khâu như thế nào cũng được hết nha, không nhất thiết là phải khâu giống mình đâu, miễn là phần cánh tay thì nó dính vào trong phần áo là được rồi. Mấy bạn nhớ nha, mình không có nhồi bông vào. Mình đang để cái tay này như thế này luôn, không cần nhồi bông. Rồi, mình đã khâu xong một cánh tay. Phần tay còn lại thì mấy bạn cũng khâu tương tự như vậy nha. Khâu vào như mình cho mình như thế này. Rồi, tiếp theo bây giờ mình sẽ hướng dẫn mấy bạn cách móc tóc và cái phần ở trên đỉnh đầu. Vòng ở trên đầu này là màu vàng, tóc thì mình sử dụng màu nâu nha. Mấy bạn tạo cho mình một vòng tròn ma thuật gồm 7 mũi đơn. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu và bảy. Sau đó mấy bạn sẽ gấp lại cho mình. Mọi người sẽ kết hàng bằng một mũi chượt. Rồi, sau đó mọi người sẽ lên cho mình một mũi bính và móc hàng số 2 là 7 tăng. Phần len dư phía sau mình chèn vào bên trong, mình giấu nó đi luôn nha. Một tăng
2 tăng. Sáu tăng. Cuối cùng là bảy tăng. Nó nhỏ quá, nó hơi bị vướng cái len một chút. Rồi, hết hàng số 2 thì mấy bạn sẽ trượt mũi cho mình để kết thúc hàng. Phần len dư phía sau thì mình có thể cắt bỏ đi nha mấy bạn. Tiếp tục, chúng ta sẽ qua hàng số 3. Mấy bạn sẽ lên cho mình một mũi bính nè. Móc cho mình một đơn một tăng lặp lại 7 lần. Một đơn một tăng, một đơn một tăng. Rồi mấy bạn cứ móc một đơn một tăng, một đơn một tăng lặp lại cho mình đến hết dòng, mình sẽ quay lại sau nha. Rồi sau khi đến cuối hàng thì mấy bạn sẽ móc cho mình một mũi trượt kết thúc hàng số 3, lên một mũi bính để bắt đầu hàng số 4. Hàng số 4 mấy bạn móc cho mình 2 đơn 1 tăng lặp lại 7 lần. 1 đơn 2 và 1 tăng. Tiếp theo 1 đơn 2 đơn và 1 tăng. Rồi mọi người cứ móc tương tự cho mình nha. Cứ 2 đơn 1 tăng, 2 đơn 1 tăng lặp lại cho mình đến hết cuối hàng. Rồi, sau khi kết thúc hàng số 4, mình sẽ trượt một mũi trượt. Chúng ta được như thế này. Tiếp theo, mấy bạn móc từ hàng số 5 đến hàng số 10 là 28 mũi đơn. Mấy bạn sẽ dùng một sợi dây len khác màu để làm dấu đánh dấu hàng cho mình cho dễ tính nha. Có nghĩa là mấy bạn sẽ móc 5, 6, 7, 8, 9, 10 là mấy bạn sẽ móc thêm 6 hàng nữa. Không tăng không giảm. Lên cho mình một bính nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 và 28. Rồi mấy bạn sẽ kết thúc hàng bằng một mũi trượt cho mình. Mình đã móc xong hàng số 5. Bây giờ mấy bạn móc thêm cho mình 6, 7, 8, 9, 10. Thêm 5 hàng 28 mũi không tăng không giảm nữa. Rồi mình sẽ quay lại sau nha.
Khi mấy bạn móc từ hàng số 5 đến hàng số 10, 28 mũi đơn thì chúng ta được như thế này. Các bạn tính nha. 5, 6, 7, 8, 9 và 10. Rồi, đến đây thì mọi người sẽ cắt len, chừa cho mình một đoạn len để mình khâu vào cái phần đầu của bé búp bê nha. Rồi, sau đó mình sẽ tiến hành khâu nè. Mấy bạn để ý nè, nó sẽ có một cái phần đường nối ở đây. Thì mình sẽ khâu vào cái phần phía sau này. Mình để về phía sau. Mình sẽ làm một cái phần tóc. Mấy bạn sẽ kéo phần tóc này, mấy bạn kéo điều chỉnh sao mà cho nhìn nó hài hòa một cái phần đầu. Mình sẽ tính là từ 2, 4, 6 và 8, 8 hoặc là 9. Rồi, đến đây thì mọi người sẽ tiến hành khâu phần tóc vào. Mấy bạn cứ tiến hành khâu như vậy đến khi nào hết cái phần đầu thì thôi. Tiến hành cứ khâu như vậy cho mình đến hết phần đây nha. Rồi, sau khi mấy bạn khâu hết phần tóc vào phần đầu rồi thì cái len dư này thì mình sẽ giấu, mình chèn vào phía bên trong luôn. Rồi, mình giấu xong rồi mình cắt len đi luôn nhé bạn. Tiếp theo, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc một cái vòng ở trên đầu bé búp bê, bé thiên thần. Mấy bạn sẽ sử dụng cho mình màu vàng. Móc cho mình một dây móc xích dài 19 mũi đơn nha. Mấy bạn sẽ chừa cho mình một đoạn dây tầm một ngang tay, để một tí nữa mình sẽ dùng cái mối dây á, mình sẽ khâu vào bên trong cái phần tóc. Chừa một đoạn như vậy nè cho mình. 19 mũi đơn nha bạn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 và 19. Rồi sau đó mọi người sẽ vòng quay lại cái mối đầu tiên. Mọi người sẽ trượt cho mình một mũi trượt. Nó sẽ ra một cái hình tròn như thế này. Rồi mấy bạn cứ tiếp tục trượt cho mình hết cái vòng luôn nha. Cứ trượt cho mình.
trượt qua nè. Cứ mỗi chân nữa bạn sẽ trượt qua cho mình. Mình trượt như vậy để cho cái vòng nó cứng á. Mình làm cái vòng nó sẽ đẹp hơn. Hơn là các bạn sẽ mấy bạn sẽ làm mũi đơn. Móc máy búp bê này thì nó sẽ có nhiều chi tiết, nên các bạn cần phải có sự tỉ mỉ, chịu khó một chút. Khi mà làm xong thì các bạn rất là thích luôn. Tại vì làm nó rất là nhiều chi tiết cho nên nó hơi cực một xíu. Rồi, sau khi các bạn trượt hết vòng mũi trượt thì mọi người cũng sẽ chừa cho mình một đoạn len nha. Sau đó mọi người sẽ cắt len cho mình. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành khâu vào. Lúc này thì mình sẽ có hai sợi dây len dư nè. Hai sợi. Rồi mấy bạn sẽ kéo, mấy bạn sẽ canh xa cho hai sợi nó bằng nhau. Sau đó mọi người sẽ cắt len. Và dùng kim khâu len mình sẽ khâu lại. Mọi người sẽ xỏ hết hai đoạn dây dư luôn. Mình sẽ xỏ vào kim hai đoạn luôn nha. Rồi. Sau đó mấy bạn sẽ lật cái ngược cái phần mặt phải nè. Nó sẽ ở phía trước mặt như thế này. Rồi. Các bạn sẽ đâm kim từ trên này xuống ra ngoài như thế này. Rồi. Mọi người sẽ điều chỉnh lại một chút nè. Sau đó cứ đâm kim vào cái vòng ở phía trước. Rồi, mấy bạn sẽ kéo. Rồi, sau đó sẽ đâm kim vào xuống phần tóc. Cứ xỏ trước ra sau. Trước ra sau như vậy mấy bạn. Các bạn thấy không? Thì cái vòng nó sẽ đứng lên nè. Mấy bạn sẽ dùng tay mấy bạn để xuống nhẹ như vậy. Thì nhìn giống như là nó đang lơ lửng ở trên đỉnh đầu mấy bạn. Giống như nó lơ lửng gì đó, nó đang bay ở trên đỉnh đầu á. Mấy bạn xỏ cho mình tầm 2 đến 3 vòng thôi là nó cũng sẽ chắc chắn rồi mấy bạn, không cần xỏ nhiều đâu. Ở đây thì mình sẽ xỏ thành 3 vòng. Rồi sau đó cái phần len dư này mình sẽ giấu nó đi luôn. Rồi giấu vào bên trong. Rồi mình sẽ cắt. Rồi chúng ta đã xong phần tóc và phần vòng ở phía trên đầu rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm phần mắt nè. Và cái cuối cùng đó là phần đáy. Phần mắt ở đây thì mình sử dụng chỉ khâu bình thường nha, màu nâu. Còn mấy bạn mà muốn sử dụng len luôn á, mấy bạn cũng sử dụng được nha mấy bạn. Cái sợi len màu nâu này các bạn làm mắt cũng được luôn. Ở đây thì mình sử dụng chỉ. Mấy bạn sẽ canh từ đỉnh đầu xuống. 1, 2. Mình sẽ lấy 2 phần, 2 mũi thôi.
kéo qua. Mình sẽ xỏ thành hai vòng. Vòng số 2 thì mình sẽ chèn vào ở phía dưới này để mình móc cái phần mắt của mình giống như là nó đang nhắm lại mấy bạn. Nè, mình sẽ để dưới đây là mình sẽ kéo phần mắt xuống. Mình sẽ kéo nó xuống như thế này. Một tí nữa mình sẽ canh chỉnh sau. Rồi, qua bên đây cũng vậy nha. Do cái phần chỉ này nó hơi thừa. Rồi tiếp theo phần mắt bên này cũng vậy nha bạn. Một vòng nè. Vòng số 2 thì mình sẽ chèn ở phía dưới này. Sau đó mình sẽ móc xuống. Rồi. Và mình sẽ giấu cái sợi chỉ này phía sau luôn. Rồi, sau đó mình sẽ cắt chỉ. Mọi người sẽ dùng kim chỉnh lại một chút phần mắt, cho nó bầu bầu một chút. Rồi, chúng ta đã có phần mắt. Bây giờ mình sẽ tiến hành làm phần đáy của chiếc áo nha. Mấy bạn sẽ sử dụng màu phần áo luôn. Ở đây mình sử dụng màu xanh nè. Đầu tiên, mọi người tạo cho mình một vòng tròn ma thuật gồm 7 mũi đơn. Một. Hai. Ba. 4, 5, 6 và 7. Sau đó sẽ kết thúc hàng bằng một mũi trượt. Mình xin lỗi nha, do phần đáy này thì mình sẽ móc tịnh tiến xung quanh luôn, cho nên mình sẽ không kết hàng. Mấy bạn sẽ móc làm dấu cho mình, móc tịnh tiến luôn. Hàng số 2 móc cho mình 7 mũi tăng. Mình sẽ làm dấu như thế này để cho mấy bạn dễ phan sát. Không kết hàng, để như vậy móc cho mình luôn. Một tăng, hai tăng, ba tăng, bốn tăng,
5 tăng. Và 6 tăng. 6 tăng thì mình sẽ bỏ cái phần này, mình móc thêm một mũi nữa. Rồi, chúng ta đã được vòng số 2. Rồi, mọi người sẽ làm dấu cho mình tiếp tục nha. Lên dư này mình sẽ cắt đi. Hàng số 3 móc cho mình một đơn một tăng, lặp lại 7 lần. Một đơn một tăng một lần. Hai lần. Ba lần. Bốn lần. Năm lần. Sáu lần. Và cuối cùng là 7 lần. Chúng ta lại tiếp tục làm dấu. Hàng cuối cùng, hàng số 4. Móc cho mình 6 đơn, 1 tăng, lặp lại 3 lần. 1 2 3 4 5 6. Sau đó là một mũi tăng. Một lần rồi. 1 2 3 4 5 6 và một mũi tăng. Thêm một lần nữa nha. 1 2 3 4 5 6 và một mũi tăng. Rồi, đến đây mình sẽ cắt chỉ và chừa cho mình một đoạn len nha. Mấy bạn sẽ móc kết cho mình một mũi trượt. Mọi người sẽ tiến hành khâu phần đáy vào, sau đó mình sẽ nhồi bông sau nha các bạn. Mình sẽ lật cái phần phía sau nè, phía lưng nè, mình sẽ khâu. Từ đây mình khâu qua. Phần đáy này thì mình chỉ khâu cái phần ở cái cạnh phía dưới thôi nha bạn. Nó có hai cạnh nè. Mình sẽ khâu cái cạnh phía dưới thôi. Ở phần dưới thì vẫn là hai cạnh nha. Còn phần trên thì mình chỉ khâu một cạnh thôi.
Rồi, mọi người cứ tiếp tục khâu như vậy cho mình nha. Khâu đến đây thì các bạn sẽ nhồi, khâu được một nửa nè, thì mấy bạn sẽ nhồi bông vào cho mình. Rồi, khâu gần hết thì mấy bạn chừa lại một đoạn như thế này. Mọi người sẽ tiến hành nhồi bông cho mình. Rồi, khi nhồi bông xong, mấy bạn tiến hành khâu tiếp cho mình. Khâu hết cho mình luôn. Rồi, sau khi mấy bạn khâu xong, nếu mà còn dây dưa như thế này nè, các bạn để ý nha, cái tay của phần bé thiên thần thì nó sẽ như thế này. Bạn nào mà muốn nó cúp vào, ôm cái phần bụng như thế này nè, thì mọi người sẽ tận dụng cái sợi len dư nè. Mọi người sẽ móc vào bên trong cái phần bụng. Sau đó mọi người sẽ khâu vào một nấc của cái phần tay, kéo xuống như vậy nè. Đó, để cho cái phần tay nó ôm vào sát cái phần bụng mấy bạn. Còn mấy bạn mà không có thích làm thì mấy bạn vẫn để cái phần tay nó bình thường như thế này, tùy vào sở thích của mỗi bạn nha. Và sau khi mấy bạn giấu chỉ xong thì mình sẽ cắt. Rồi, chúng ta đã hoàn thành xong một bé thiên thần rồi. Hơi cực đúng mấy bạn, nhưng mà làm xong rất là cưng nè. Mấy bạn có thể làm thêm, gắn thêm cái móc khóa nha, để mình treo túi xách ba lô gì đó. Ở đây mình đã làm được 9 bé thiên thần. Mình sẽ đã làm màu trắng nè, màu xanh và màu hồng. Rất là cưng mấy bạn. Nếu mà thấy hay thì mấy bạn nhớ ủng hộ mình bằng cách để lại bình luận và đăng ký để ủng hộ mình nha. Mình sẽ cố gắng ra thật là nhiều bài, nhiều sản phẩm mới để gửi đến cho các bạn. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.